Nhật Bản còn được gọi là đất nước mặt trời mọc hay là xứ sở phù tang. Nổi tiếng với những vườn hoa anh đào bát ngát, núi Phú Sĩ hùng vĩ, hàng trăm ngàn ngôi chùa linh thiêng, những cung điện nguy nga, những thành phố văn minh hiện đại, các dũng sĩ samurai oai hùng, các nàng geisha ẩn đẹp trong bộ quốc phục kimono, món ăn sushi lừng danh thế giới, đa dạng với những con người thân thiện, hiếu khách, và là một đất nước duy trì một nền văn hóa duy nhất với nền khoa học kỹ thuật hiện đại. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào. Kính chào quý khán giả. Do nằm trên vành đai Thái Bình Dương nên khí hậu Nhật Bản thuộc vùng ôn đới, có bốn mùa rõ rệt và thiên nhiên tươi đẹp, thực vật phong phú và xanh tốt. Tuy nhiên, cũng vì địa thế này mà mỗi năm Nhật Bản cũng phải hứng chịu hàng trăm trận động đất, sóng thần lớn và nhỏ. Nhật Bản là một quần thể đảo nằm ở phía đông của châu Á, gồm 4 đảo chính và khoảng 3.900 đảo nhỏ. Tổng diện tích của Nhật Bản là khoảng 378.000 m2, đứng thứ 60 trên thế giới về diện tích. Hiện tại, dân số của Nhật Bản là khoảng 127 triệu người và là nước đông dân thứ 11 trên thế giới. Đa số người Nhật Bản đông nhất về văn hóa và ngôn ngữ. Nhật Bản là một trong những nước có tuổi thọ dân số cao nhất thế giới, trung bình là 82 tuổi. Và khoảng 90% dân số Nhật Bản theo cả đạo Shinto và Phật giáo. Hiện nay, Nhật Bản có nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau có Mỹ và Trung Quốc. Giao thông ở Nhật Bản rất là hiện đại và phát triển mạnh. Ngoài những phương tiện quen thuộc nhưng rất đắt đỏ tại Nhật Bản như là taxi hay là xe buýt, thì Nhật Bản có hệ thống đường sắt cao tốc tên là Shinkansen, tiếng Việt thì gọi là Tân Cán Tuyến, tiếng Anh là Bullet Train, nghĩa là xe lửa đạn, có thể chạy nhanh đến tốc độ là 581 km/h, nghĩa là vào khoảng 361 miles/h, phá kỷ lục thế giới vào năm 2003. Thủ đô của Nhật Bản là thành phố Tokyo. Đây là thành phố thực sự thu hút với những tòa nhà chọc trời mọc lên khắp nơi như những cánh rừng bê tông cốt thép. Ban ngày thì tấp nập, ban đêm thì sáng rực với hàng ngàn rừng đèn bao la. Phong cách đường phố thì lúc nào cũng nhộn nhịp độc đáo và nhịp sống vô cùng sôi động. Và tất nhiên, giá cả ở thủ đô này cũng nổi tiếng đắt đỏ hơn rất nhiều so với các thành phố lớn khác. Đây là ngã tư Shibuya, là một trong những điểm nổi tiếng nhất tại Tokyo. Hình ảnh về giao lộ đông đúc này xuất hiện trên vô số bìa tạp chí, truyền hình hay trong phim ảnh nhiều năm qua. Nhờ hệ thống tàu điện cao tốc với 8 tuyến chính hoạt động ngày đêm, thì giao lộ Shibuya trở thành một trạm dừng quan trọng giữa thành phố cảng Yokohama và Tokyo. Do đó, mỗi ngày có tới 2,4 triệu khách bộ hành đi qua ngã tư Shibuya. Vào những thời điểm đông đúc nhất, cứ mỗi 2 phút là có khoảng từ 1.000 cho đến 2.500 người băng qua đường. Dòng người tiến ra ào ạt từ tứ phía, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa quy củ đến hoàn hảo mỗi khi đèn giao thông chuyển màu. Giao lộ Shibuya đã trở thành biểu tượng của Tokyo. Những tấm biển quảng cáo neon khổng lồ, màn hình sáng rực đủ màu sắc và đám đông bận rộn biến nơi đây thành một bối cảnh hoàn hảo cho các bộ phim Hollywood danh tiếng. Không chỉ đi ngang qua ngã tư
du khách tới Shibuya còn có thể ghé đến rất nhiều cửa hiệu thời trang, nhà hàng, quán cà phê và các khu giải trí ven đường. Và đây là Tokyo Skytree. Sau khi khánh thành vào năm 2012, tháp Tokyo Skytree đã trở thành điểm thu hút du khách hàng đầu ở thủ đô Nhật Bản. Tòa tháp cao 634m là công trình cao nhất của đất nước Nhật Bản và đứng đầu trong số các tháp truyền hình cao nhất trên thế giới. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, tháp Tokyo Skytree đã được chọn vào trong danh mục tòa tháp cao nhất thế giới. Nếu đi bộ lên tháp, du khách sẽ phải leo lên 2.523 bậc thang. Khoảng chừng 36.000 tấn thép đã được sử dụng để xây tháp, tương đương với trọng lượng của 200 chiếc máy bay chở hàng Jumbo Jet. Có thể nói, một địa điểm thiên nhiên nổi tiếng nhất Nhật Bản đó là núi Phú Sĩ, tiếng Anh thì gọi là Fuji Mountain. Núi Phú Sĩ là niềm tự hào của đất nước Nhật Bản, cũng là địa điểm mà bất cứ du khách nào khi đến đây cũng đều mong muốn được ngắm nhìn một lần. Hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ trắng xóa là một trong những biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Đối với người Nhật, ngọn núi Phú Sĩ luôn thiêng liêng, sẽ che chở, bảo vệ cho sự bình an và phồn thịnh của đất nước. Leo lên được đỉnh núi cao này và ngắm mặt trời mọc là điều mà người Nhật nào cũng muốn thực hiện một lần trong đời. Núi Phú Sĩ có độ cao là 3.776m, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và thường phải mất khoảng 2 ngày mới leo đến được đỉnh núi. Không chỉ núi Phú Sĩ là một kiệt tác của thiên nhiên, mà toàn bộ cảnh vật bao quanh ngọn núi này cũng đẹp hút hồn. Đây là đền Sensoji, tiếng Việt thì gọi là Kim Long Sơn Thiển Thảo Tự. Đây là ngôi chùa được xây dựng vào năm 645 và là ngôi chùa cổ nhất của Tokyo. Theo truyền thuyết, một bức tượng Kenon, nghĩa là tượng Bồ Tát Quan Âm, đã được tìm thấy trên sông Sumida vào năm 628 bởi hai ngư dân. Sau đó trưởng làng lúc bấy giờ là ông Heijino Nakamoto đã công nhận sự thiêng liêng của bức tượng và ông đã tu sửa ngôi nhà của chính mình thành một ngôi chùa nhỏ tại Asakusa để người dân có thể đến thờ phượng. Qua nhiều lần tu sửa trong suốt gần 15 thế kỷ vừa qua, thì nay đây là ngôi chùa quan trọng nhất của Nhật Bản. Và đây là Hoàng cung Tokyo, là nơi cư trú chính của Thiên Hoàng Nhật Bản. Khuôn viên Hoàng cung rộng lớn và có nhiều tòa nhà bao gồm cung điện chính, nhà riêng của gia đình hoàng gia, bảo tàng và các cơ quan hành chính. Hoàng cung được xây dựng trên vị trí lâu đài Edo cũ. Nếu là người thích khám phá những nét đẹp của lịch sử xưa cũ, thì du khách sẽ không thể bỏ qua Hoàng cung Tokyo. Kính thưa quý vị, thành phố nổi tiếng thứ hai của Nhật Bản là Kyoto. Nơi đây được mệnh danh là linh hồn của Nhật Bản, mang vẻ đẹp hoài cổ với kiến trúc đền đài đậm chất Nhật Bản. Những truyền thống văn hóa, ẩm thực độc đáo được lưu giữ lâu đời. Kyoto là một thành phố xinh đẹp với sự hòa hợp tuyệt vời của các điểm tham quan lịch sử và thiên nhiên hữu tình đã khiến cho Kyoto trở thành một trong những điểm đến đông nhất ở Nhật Bản. Nổi bật nhất là rừng tre Arashiyama nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên rộng khoảng 16 ha tại quận Arashiyama. Nơi này đã nổi tiếng từ thời Heian, từ năm 794 đến năm 1185.
khi mà giới thương nhân quý tộc hay chọn khu rừng này là điểm nghỉ dưỡng, yêu thích. Nơi đây là một trong những rừng tre đẹp nhất thế giới. Tiếng lá tre xào xạc khi gió thổi, tạo nên những âm thanh độc đáo, tựa như lời thì thầm của gió, gây ấn tượng với du khách. Âm thanh của khu rừng được Bộ Môi trường Nhật Bản đưa vào danh sách 100 âm thanh của Nhật Bản và khuyến khích người dân cảm nhận những âm thanh tự nhiên đặc trưng của xứ sở hoa anh đào và tận hưởng trọn vẹn cảm giác bình yên giữa thiên nhiên. Và đây là chùa Kiyomizu, là ngôi chùa có dấu ấn quan trọng trong nền văn hóa tín ngưỡng và là điểm dừng chân của nhiều du khách. Cũng giống như nhiều nước Đông Á khác, Phật giáo đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống, tín ngưỡng và tinh thần của người Nhật Bản. Trong đó, chữ Kiyomizu có nghĩa là thanh thủy hay là nước thiêng. Người dân Nhật Bản tin rằng nếu uống nước ở cả ba dòng thác trong khuôn viên chùa sẽ được sức khỏe, trường thọ và thành công. Đây là đền Fushimi Inari Taisha, được thành lập vào năm 711 dưới chân núi Inari để cầu mùa màng bội thu. Cho đến năm 1499, các kiến trúc đã được hoàn thiện. Nữ thần được thờ tên là Inari, là thần cai quản lúa gạo. Điểm đặc biệt của nơi đây là lối đi lấp kín bởi 1.000 chiếc cổng torii. Trên những cánh cổng đều có tên người, tổ chức hay là công ty đã tặng chúng cho ngôi đền với lòng tin tưởng là mọi ước nguyện của họ sẽ thành tựu. Một chuyến đi bộ lên đỉnh núi và trở xuống hết vào khoảng 2 cho đến 3 tiếng. Và đây là quận Gion, nổi tiếng nhất của thành phố Kyoto về nghệ thuật geisha và đẹp như một thước phim. Đây chắc chắn là nơi mà du khách không thể bỏ lỡ khi tới Kyoto. Toàn bộ con phố là những căn nhà gỗ truyền thống, cung đèn lồng, những cô gái geisha và các quán trà đạo. Dạo quanh Gion chắc chắn sẽ cho du khách cảm giác được trở ngược lại thời gian, về với Kyoto của những ngày xưa cũ. Xen kẽ giữa những nhà hàng là những ochea, dịch là quán trà, và những quán hàng ăn tối độc quyền và đắt tiền nhất ở Kyoto. Kính thưa quý vị, và đây là thành phố Osaka, là thành phố lớn thứ hai sau Tokyo. Nếu như Tokyo là trung tâm hành chính của Nhật Bản, thì Osaka là trung tâm thương mại. Đặc điểm của khu này là những tấm biển hiệu khổng lồ nối dài. Các biển hiệu rất ăn ảnh có ở khắp nơi, như biển hiệu một người đang chạy đua đưa hai tay lên cao của công ty sản xuất bánh kẹo Clicco, hay là biển hiệu có hình con cua đang chuyển động. Nếu xem vào buổi tối khi được thắp điện sáng, du khách sẽ thấy choáng ngợp bởi sự lôi cuốn của nó. Điểm đến đầu tiên của nhiều du khách khi đến Osaka là con phố Dontoburi, nơi được mệnh danh là Kui Daure, nghĩa là ăn đến sạc nghiệp, với vô số các hàng quán cực kỳ nổi bật và nhiều màu sắc. Đồ ăn vô cùng đa dạng và nhiều vô số của Nhật Bản. Đây là Osaka Castle, được coi là biểu tượng của Osaka và có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Nhật Bản. Bên trong thành có 8 tầng và là các không gian triển lãm. Trên tầng thứ 8 là đài quan sát. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh Osaka. Và đây là thành phố mang nhiều nét linh thiêng
và đau buồn của Nhật Bản. Đó là Hiroshima. Tại đây có đền Itsukushima, được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 13 trên hòn đảo Itsukushima. Đây là nơi thờ phượng ba nữ thần là con gái của thần biển và bão, Susano Ono Mikoto. Khu đền thờ gồm có hai tòa nhà chính, Honsha và Shesha Marodo Jinja. Điểm nổi bật của đền là cánh cổng Tori được xây ở giữa biển Seto. Cánh cổng bằng gỗ long não nặng đến 60 tấn. Khi thủy triều lên cao, cánh cổng ngôi đền phản chiếu bóng đỏ son trên mặt nước tuyệt đẹp. Khi nước rút thì một lối dẫn vào đền hiện ra trước mắt như mời gọi du khách đến gần hơn để tận hưởng những giây phút linh thiêng. Tại thành phố Hiroshima còn có bảo tàng viện Hiroshima Peace Memorial Museum, dịch là Bảo tàng viện Hòa bình. Nơi đây là địa điểm xảy ra vụ ném bom nguyên tử được quân đội Hoa Kỳ sử dụng vào những ngày cuối của chiến tranh thế giới lần thứ hai tại Nhật Bản. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, giết chết 140.000 người dân Hiroshima. Sau đó 3 hôm, quả bom thứ hai đã phát nổ trên bầu trời của thành phố Nagasaki, giết chết 74.000 dân tại đây. Sự kiện này đã đưa đến việc Nhật Bản đầu hàng và kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và đây là thành phố Fukuoka, là thành phố cổ hơn 400 năm, là một trong những điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Nhật Bản. Hàng năm, hoa anh đào bắt đầu nở rộ vào khoảng tháng 3 trong khuôn viên thành thì thu hút đông khách du lịch. Hoa anh đào được trồng nhiều quanh các con đường dẫn vào bên trong tòa thành. Cây nở rộ hoa tỏa bóng mát trên tất cả con đường, khiến cho khung cảnh càng trở nên thi vị. Tại đây có khoảng 1.000 gốc anh đào, nhiều cây đã hơn 100 tuổi. Cứ mỗi độ xuân về, khi tiết trời trở nên ấm áp, Nhật Bản ngập trong sắc hồng và hương thơm dịu nhẹ của loài hoa Sakura. Kính thưa quý vị, cũng giống như tất cả các nước trên thế giới, Nhật Bản cũng có quốc phục, đó chính là kimono. Kimono không đơn thuần là một trang phục truyền thống, mà còn được xem là tác phẩm nghệ thuật. Tùy theo độ tuổi, giới tính và địa vị trong xã hội mà màu sắc kimono được lựa chọn cho phù hợp. Ngày nay, kimono chỉ được sử dụng trong các dịp lễ Tết hay là đám cưới. Tại Nhật Bản có rất nhiều địa điểm cho du khách thuê những bộ kimono với thiết kế độc đáo, được chọn lựa kỹ càng để du khách có thể mặc và chụp những tấm hình kỷ niệm rất là thích thú. Đối với người Nhật Bản, ẩm thực không chỉ là để ăn cho no, mà còn là một nét đẹp văn hóa chứa đầy sự tinh tế của người Nhật. Ẩm thực Nhật thu hút người ta ở sự trình bày tinh tế và bắt mắt. Lần đầu ăn món ăn Nhật, du khách sẽ cảm thấy thức ăn nhạt và còn sống. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng khẩu vị này, thì du khách sẽ bắt đầu say mê với món ăn của Nhật Bản. Món nổi tiếng
và đặc trưng nhất của Nhật là sushi. Món ăn quốc dân của nước Nhật này đã xuất hiện từ cách đây 1.300 năm. Sushi có hàng trăm loại được thực hiện khéo léo bởi các đầu bếp sushi thân sâu của Nhật Bản. Các loại hải sản được ăn sống dùng để làm sushi gọi là netta. Netta có thể là cá ngừ, cá hồi, cá trình, cá thu, tôm, mực, bạch tuộc, các loại ốc biển hay là cua biển. Món sushi được ăn sống với cơm hay là cuốn với rong biển khô. Dù là loại sushi nào cũng đều có chung một cách ăn, dùng kèm với nước tương, gừng đỏ muối và wasabi, là loại mù tạt có màu xanh bắt mắt của Nhật Bản. Món sushi thường đi chung với thức uống là rượu sake, được làm từ gạo nên có màu trắng trong. Rượu sake có nồng độ cao hơn rượu vang và hầu hết các loại bia. Những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi du lịch Nhật Bản là ngoài những phong cảnh đẹp, đền thờ nguy nga, kiến trúc hiện đại hay là thức ăn ngon, còn là văn hóa và con người Nhật Bản. Nếu du khách để ý một chút, sẽ khám phá ra những nét phong phú của lối sống và phong cách người Nhật. Du khách sẽ cảm thấy quý mến, tính chân thật, sự an toàn, chu đáo của xã hội Nhật Bản. Có những trường hợp du khách bỏ quên, làm rơi bóp ví, đồ dùng cá nhân, và ở Nhật thường sẽ nhận lại được đồ làm mất bằng một cách nào đó thật là kỳ diệu. Quý vị nhớ đăng ký để khi có video mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay.